Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại quay cái lượng xe cũ cho các mọi người xem nha. Thì trước khi quay cái lượng xe cũ và báo giá từng quân thì mình sẽ quay một lượt về các lượng xe mà mình mới đưa về nha các bạn. Cái lần trước mình có quay thì những các lồng xe lúc trước mình có quay thì đa số là đã bán hết rồi và cũng còn sót lại những một số xe nha các bạn ơi. Đây. Mình sẽ quay cho các bạn xem những các dòng xe cũ, xe ga phổ thông nha. Đấy này, mọi người thấy không? Đó, rất nhiều nha. Hôm nay mình sẽ báo giá những các dòng xe rất chi là rẻ cho mọi người tham khảo và mua cho mình được những chiếc xe ưng ý nhất. Đó. Các dòng xe số, xe ga là rất nhiều nha. Đó, mình mới đưa về những các một loạt xe mới đó. À, các bạn thấy không? Rất nhiều nha. Có cả các dòng xe 50 dành cho học sinh nha mọi người. Rồi không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ báo giá từng quân cho mọi người biết nha. Thì trước khi mình báo giá từng con thì cho mình cũng gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật hiệu quả và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc của mình. Rồi mình sẽ quay bắt đầu từ lượng xe đằng này cho mọi người xem. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay bắt đầu báo giá từng mấy con xe quay Trung Quốc nha mọi người ơi. Đây, quay Trung Quốc này nè, xe đang rất đẹp nha mọi người. Con này được cái là vào đồ của xe Nhật nhiều nha mọi người. Đó, nó vào đồ xe Nhật nhiều. Máy chạy là cực chất, chẳng khác gì xe Nhật luôn. Thì con này được mình mới bán với giá là 3 triệu rưỡi nha mọi người. Đó, xe đang rất đẹp. Rồi tiếp xe Quay này nữa. Xe cũng rất đẹp, dàn áo liền lạc dành cho người lao động nha. Mọi người thấy không? Đó. Bình đề đầy đủ nha, xe ở mình bán là bình đề đầy đủ. Tất cả các dòng bình đề đầy đủ, về chỉ được đổ xăng chạy thôi. À, con quay này nè, con quay màu xanh này, rất đẹp nha. Dàn áo đầy đủ, liên lạc sạch sẽ. Mọi người thấy không? Xe rất đẹp. À. Con này mình mới bán với giá là 3 triệu 7 nha mọi người. À. Rất đẹp luôn á. Rồi tiếp theo là quân Mio nhỏ này. Mio nhỏ này dành cho những người thấp lắm mọi người. Những người nhỏ con hay là những học sinh, người già là đi rất hợp nha. Mio nhỏ của Yamaha, xe Nhật luôn. À, Mio nhỏ của Yamaha này được mình bán với giá là 3 triệu 8 nha. Rồi, Mio nhỏ 3 triệu 8 con xe này nha mọi người, mình có bớt đó. Rồi tiếp theo là quân Attila này. Đây, xe này là cực êm, bảng số thành phố nha. Màu đũa. Rất đẹp. Liên lạc. Chỉ việc đổ xăng chạy thôi, đầy đủ chức năng nha. Con này được bán với giá là 2 triệu rưỡi mọi người, con Attila màu đũa này. Rồi tiếp theo là quân AB. AB này 209 nha mọi người, 209 nhưng nó là xăng cơ. 209 này AB bảng tỉnh nha. Con này AB bằng tỉnh mọi người, 209 chứ không phải là AB. Đây, con này được bán với giá là 7 triệu rưỡi nha mọi người. Có rẻ cho một con AB, mình có chốt cho mọi người. Rồi, tiếp theo là con Attila FI này. Đó. Attila FI nữa. Rồi, bằng tỉnh luôn. Con này được bán với giá là 5 triệu nha mọi người. Đó. Attila FI. À, cho mọi người xem lại con AB này. AB sang cơ nha. 7 chỗ dưới mọi người ạ. Rồi tiếp theo là con cúp 50 này. Xe mới tinh luôn nha. Như xe thùng luôn mọi người. Cúp 50 xe rất đẹp. Quay kỹ hơn cho mọi người xem nha.
Thì đang rất đẹp nha, top 50, con này được mình bán với giá là 9 triệu. Rồi tiếp theo là con Eragon nhá. Con Eragon này 50 luôn, xe mới Eragon xe 50 bằng eo, xe đang rất đẹp nha. Eragon này được mình bán với giá là 8 triệu mọi người. Rồi tiếp theo là con Dream này. Dream rất đẹp nha, bảng số thành phố là não liền lạc sạch sẽ, nhau con Dream này được mình bán với giá là 4 triệu rưỡi á, nhau. Rồi tiếp theo là con Sirius này, Sirius bánh mâm luôn nha, sơn màu nhám nha. Hai Sirius này được mình bán với giá là 8 triệu. Đó, mọi người thấy không? Rất đẹp. Rồi, quân quay con này là xe đang diễn nha mọi người. Máy chưa làm luôn á, đầu chưa đốt nha. Quay 100. Đó. Quay 100 nữa. Mình có để số điện thoại ở trên màn hình và có số Zalo luôn nhá. Mọi người có xem con nào gọi điện và kết bạn để mình trả lời. Quay 100 nhá. Máy chưa lạp. Con này được bán với giá là 9 triệu rưỡi mọi người. Rồi tiếp theo là con Quay 100. Quay 100 nha mọi người. Quay 100 con này cũng đang rất đẹp này. Máy cũng chưa làm luôn, đầu chưa đốt. Rồi. Quay S 100 nhá. Con này được bán với giá là 8 triệu rưỡi là mọi người. Quay S 100 rất đẹp, máy chưa làm, đầu chưa đụng, bánh mâm luôn nhá. Con này đã được bán với giá là 8 triệu nha mọi người. Rồi tiếp theo là con AB nè. AB 209 nha, xăng cơ 209. Xe máy êm ru, vào đèn led. Thấy không? Dàn áo đang rất đẹp, dàn áo zin luôn. Bảng số thành phố nha. Máy êm ru bao êm luôn. Con này được bán với giá là 8 triệu nha mọi người. Đây là những các dòng mình vừa quay nhá. Dòng này là mình vừa quay báo giá nhá. Bạn nào mà ưng con nào hay quan tâm tới con nào thì cứ alo cho mình có để số điện thoại ở đường link. Rồi tiếp theo là một con RSX-FI. Rồi, xe mới tinh luôn. Màu trắng 215 nha mọi người, bảng số thành phố. Rồi, RSX-FI. Rồi, RSX-FI này được mình bán với giá là 9 triệu rưỡi nha mọi người. Rồi, RSX-FI á. Quá rẻ cho một quần RSX-FI. Full xăng điện tử. Xe mới tinh 9 triệu rưỡi. Rồi tiếp theo là con Vision 211 màu trắng luôn mọi người, bảng số thành phố. Đây, xe đang rất đẹp, máy êm. Con này được mình bán với giá là 11 triệu 500 mọi người. Đó, Vision 211. Rồi tiếp theo là quân Nô 4. Nô 4 cũng đang rất đẹp nha, mới tinh luôn á. Quay cho mọi người xem quân Nô 4 này. Rất đẹp nha. Đấy, đầy đủ các chức năng. Chỉ về việc đổ xăng chạy thôi. Con này được mình bán với giá là 5 triệu quân Nô 4 này. Rồi tiếp theo là quân AB 2010 mầm 6 cây. Xe này là đang nguyên zin nha mọi người. Chính chủ công chứng là tên một đời chủ luôn. Các bạn thấy không? Đây, từng làn sơn đèn cặp cuộc là đều zin hết nha. Mầm 6 cây. Chính chủ một đời chủ công chứng là tên
À, các bạn thấy không, con HB này cực kỳ là chất, quá đẹp luôn, hầu như zin từ A tới Z, ngay ngay cặp gương còn zin mà. Đấy, các bạn thấy không, con HB 2010 á, cái dòng FB này là đi cực chất luôn nha. Rồi tiếp theo là quân AB 125 đời 2013 nha mọi người. Đó, xe đẹp, máy zin, dàn áo zin luôn nha. Đấy, AB 125 màu đỏ đen nha. Con này được mình bán với giá là 13 triệu rưỡi mọi người. Đó, 13 triệu rưỡi con AB 125 này. À, cái con AB 2010 này mình chưa nói giá, con AB này là ký giấy ra tên rồi nha, công chứng ra tên chính chủ, xe đang nguyên zin từ A tới Z. Con này được mình bán với giá là 12 triệu. Đấy, 12 triệu mọi người. Đấy, AB 2010. Rồi tiếp theo là quân AB 2011 đầu bò đó. Con này là được mình bán với giá là 10 triệu nha mọi người. 10 triệu con AB đầu bò này. Đó, các bạn thấy không? Xe đang rất đẹp nha. Rồi tiếp theo là quân quay A 100 bô đen 215. Đấy, rất đẹp. Quân này được mình bán với giá là 11 triệu nha mọi người. Rồi tiếp theo quân Sirius, Sirius 217, Sirius 217 nha, bao zin. Con này được mình bán với giá là 10 triệu. Rồi tiếp theo quân Sirius màu trắng, Sirius màu trắng này được mình bán với giá là 9 triệu nha mọi người. Xe đang zin rất đẹp. Rồi tiếp theo là quân Way màu cam, à quên, Way RS, RS bông mọi người. Đấy, thắng đĩa nha, đánh tâm nha, xe đang rất đẹp, công chứng ra tiền được, chính chủ. Con này được mình bán với giá là 8 triệu 7. Rồi tiếp theo là quân RX. Đây, RX này này. Đây, con đang rất đẹp nha. Con này được mình bán với giá 8 triệu 7 luôn mọi người. Đây, RX. Rồi mình sẽ vào bên trong mình quay tiếp các lượng xe trong nhà. Rồi đây là con cấp nha, cấp đời cao 2020 50. Đây, xe chính chủ luôn đó mọi người, rất đẹp nha. Con cấp này được mình bán với giá là 9 triệu luôn mọi người. Đấy, tiếp theo là quân quay A này, quân quay A 110 nha, màu trắng này, quay A 110 màu trắng, hai con luôn là mình bán với giá là 11 triệu nha mọi người. Đó, xe đời mới, hai con là 11 triệu luôn nha. Rồi tiếp theo là quân Sirius 219. Đó, quân Sirius 219 là được mình bán với giá là 12 triệu 500. Rồi tiếp theo là quân Sirius 2012-13 màu đỏ, xe răng rất êm nha, đánh mâm luôn nha. Đó, con Sirius này được mình bán với giá là 8 triệu 8. 8 triệu 8 con Sirius này. Rồi tiếp theo quân RSX nữa, mời theo RSX bánh mâm nhá. Con bánh mâm này được mình bán với giá là 9 triệu mọi người. Đó, RSX bánh mâm có thương lượng chút. Rồi mình sẽ quay ra. Rồi, cái dàn xe mình bao giá nha. Còn tiếp theo mình báo quân màu đỏ này, quay A 100 máy chưa làm nha, xe đang rất đẹp, máy zin. Đó, máy chưa làm, cái dòng 100 này là rất êm nha. Con này được mình bán với giá là 9 triệu 8 luôn mọi người. Rồi tiếp theo là hai con AB này nha, hai con AB đầu bò 2011. Đó, hai con này thì mình bán với giá cùng giá luôn là 10 triệu. Đó, xe đang rất êm, máy ngon lắm. Đó, tiếp theo là quân Quay A này, con gái Quay A này là đời cao lắm nha mọi người, 2020 luôn á.
xe như xe thùng luôn. Xe đang rất đẹp cho mọi người xem. Xe mới tinh luôn nha. Từng các cầm các quần xe này gọi là như xe thùng, không chê vào đâu đấy, mọi người thấy từng quần ốc không, trắng tinh luôn, mới keng xi măng luôn. Con Goya này là được mình bán với giá là 13 triệu mọi người. Xe đời mới. Rồi Sirius, con Sirius này được mình bán với giá là 8 triệu nha mọi người. Sirius này. Rồi tiếp quay bằng ngắt bánh mâm nha luôn mẹ mọi người. Quay bờ lắc bánh mâm nhé. Quay bờ lắc bánh mâm này được mình bán với giá là 10 triệu mọi người. 10 triệu con quay bờ lắc bánh mâm rất đẹp. Đây. Đó, mình vừa báo giá một các lọt xe cho các bạn xem rồi. Đó. Đó. Các bạn đã xem rồi đó. Đây có quần này nữa, rồi RX. Đó, xe là mới lấy về nha, chưa có dọn rửa, rửa đá gì hết. Con này là được bán với giá là 8 triệu 7 luôn mọi người. Xe rất đẹp, máy êm, bảng số thành phố, xe đi cực chất. Đó. Các bạn thấy không? Đó, thì mình vừa quay một dàn xe cho các bạn xem và báo giá từng quần. Đấy, các bạn cứ xem quần nào được thì tham khảo và nhắn tin gọi điện cho mình nhé. Tốt nhất các bạn gọi điện đi hoặc là đến cửa hàng. Đó. Cửa hàng ở đây là cửa hàng xe máy Ngọc Sản nha mọi người. Địa chỉ là 35/7 Hưng Lân, quốc lộ 22 Hưng Lân, Bảo Điểm, Hóc Môn. Đó. Để mọi người, để mình quay cho mọi người thấy cái bảng hiệu nha. Đấy mọi người thấy không đó. Đây này, cho mọi người xem cái quân AB 2010 này, xe đang rất zin đẹp, zin từ A tới Z luôn. Rất đẹp nha mọi người. Đó, xe đang rất đẹp nha mọi người. Mình vừa quay hết cho các bạn xem nữa. Thì tới đây mình cùng xin gửi lời chào và mong các bạn sẽ tìm được cho mình những con xe ưng ý nhất. Đây, địa chỉ ở đây mình sẽ quay cho các bạn xem. Địa chỉ 35/7 Hưng Lân nhé, Bà Điểm, Hóc Môn, gần ngã tư Trung Chánh nhé các bạn. Rồi mình xin gửi lời chào và tạm biệt nhé.